Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách thu màu và sao cho đẹp nhất. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Vậy là mình đã tô màu xong rồi nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tô màu tự do và mình rất thích tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu và sao cho đẹp nhất. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Cái đi cá chiếc 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 chiếc
Vậy là bạn tô màu xong nha các bạn nhé.